trân trọng cảm ơn cái bài trình bày và giới thiệu sản phẩm của công ty Omron đơn vị đồng hành cùng với hội hợp Việt Nam và tổ chức cái chương trình đào tạo và hội thảo và đào tạo y khoa liên tục sau đây thì đến cái phần thảo luận thì xin mời các thầy cô và các anh chị chúng ta đặt câu hỏi và xin mời các bạn thư ký có câu hỏi nào chúng ta có thể chiếu lên trên màn hình Hình như là trong cái phần chat box là chỉ có một câu của bạn Nguyễn Thị Hồng Yến thôi thầy giáp ạ. À, vâng ạ. À, trong chat box ở đây thì có um, hai câu hỏi. Một câu hỏi thứ nhất là của một bạn à, của bác sĩ Huy nói về việc là một số bài báo cáo à, về việc dùng uh, tranexamic acid đường khí dung trong điều trị ho ra máu có thể cho biết kinh nghiệm trong hướng điều trị này. <laughs> và kính thưa, cô Phương kính thưa các thầy cô thì đối với cái 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 cái, cái, cái trong samin mà chúng ta vẫn dùng để trong gọi là xử trí ho máu trên lâm sàng ấy thực ra thì kể cả dùng đường tĩnh mạch truyền thì cái hiệu quả cũng không 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 được chứng minh và trong các cái hướng dẫn trong khuyến cáo xử trí ho máu đấy thì đối với các cái bằng chứng để mà nói hiệu quả của trong samin trong cái xử trí ho máu kể cả mình dùng đường tĩnh mạch ý, thì nói thật là không đủ các bằng chứng để kết luận và trong xử trí ho máu thì chúng ta thấy rằng là cái việc chúng ta dùng morphine này để làm sao mà có thể là vừa giảm ho vừa giảm các cái điều chỉnh cái khối lượng tuần hoàn về phổi đấy và cũng như là chúng ta thấy là an thần kinh cho bệnh nhân đóng vai trò quan trọng chứ còn cái bản thân cái À, trong samin mà chúng ta dùng đường tĩnh mạch ấy, là nó không có cái bằng chứng để chứng minh cái hiệu quả cao trong điều trị ho máu thứ hai nữa là đối với cái đường mà đường sông khí dung ấy, thì về mặt chỉ định là không có là không có thế còn cũng có một số những ý kiến nói là rõ ràng là cái thuốc mà đường tĩnh mạch là bào chế là rất như vậy là nó sẽ rất là là tinh khiết nhưng có thể đưa vào đường hô hấp được cái đấy là hết sức sai lầm. Chúng ta biết rằng đưa vào đường hô hấp nó có thể nó gây sơ phổi, gây ra các cái tổn thương phổi kẽ với nếu những cái hoạt chất đó mặc dù là tiêm tĩnh mạch được nhưng mà khi dùng vào phổi là nó có thể nó gây ra sơ phổi, gây ra cái viêm phổi tăng cảm rồi gây ra bệnh phổi mô kẽ hết sức là nguy hiểm. Cho nên nếu như mà không đủ các bằng chứng thì chúng ta thấy là không nên sử dụng cái 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 thuốc đường tĩnh mạch khi mà chuyển sang đường khí dung hiện nay mà nói chúng ta có khí dung những cái thuốc gì à, chúng ta có khí dung các thuốc dạng phế quản chúng ta có khí dung nước muối chúng ta có khí dung một số loại kháng sinh à, trong các điều trị và ví dụ ở châu Âu và Mỹ ở Pháp thì người ta có khí dung các cái à, một số các enzyme trong điều trị cái à, ví dụ như là bệnh sơ sơn nang phổi chẳng hạn chúng ta có thể sử dụng một số các loại như vậy chứ còn à, chúng ta thấy rằng cái khí dung để mà điều trị ho máu là là không có bằng chứng và chúng tôi cũng khuyên là các đồng nghiệp cũng không nên thử với cái liệu pháp này câu hỏi thứ hai của bác sĩ nguyễn thị hồng yến hỏi rằng liều có tiêu ít cho điều trị người nhiễm covid có phải tăng thêm khi làm khí dung không thì em cũng xin phép trả lời sau đó thì có thể mời cô phương bổ sung thêm đối với điều trị trong cái điều trị bệnh nền ở đây bạn hỏi không rõ lắm <laughs> ví dụ như bệnh hen bệnh CBD đang dùng cái liều có tiêu ít thông thường khi dùng nhiễm covid có phải tăng lên khi làm khí dung câu hỏi này thì hết sức là là thiếu thông tin thì không biết là sẽ trả lời như thế nào nhưng nếu như mà một người nhiễm covid thì không cần phải dùng khí dung corticoid để nhiễm covid thì không cần phải dùng corticoid để khí dung nha không không phải là cái điều trị chuẩn trong nhiễm covid thế còn nếu như bệnh nhân có bệnh nền là cbd là hen mà có chỉ định dùng corticoid thì chúng ta vẫn duy trì cái liều như vậy và tùy theo cái bệnh cảnh lâm sàng nếu như con thắt phế quản nhiều hơn chúng ta có thể điều chỉnh còn lại thì chúng ta không tăng lên một cách thường quy thì đấy là cái... em xin phép trả lời như vậy <laughs> một câu hỏi nữa là kinh nghiệm sử dụng thuốc dặn phế quản đường khí dung đối với bệnh nhân hen và siêu có mở khí quản thế thì cái này thì chúng ta sẽ hình dung là bệnh nhân có cái cái mở khí quản do vậy mà khi khí dung cái mát trên mũi miệng này là không 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 khả thi và không có hiệu quả thì chúng ta làm như thế nào thì trên thực hành lâm sàng chúng tôi cũng có một số trường hợp bệnh nhân như vậy thì chúng tôi sẽ kết nối cái canulin mở cái quản đấy với một ống chữ T. Thế sau đó thì chúng ta sẽ khí dung chúng ta sẽ nối vào cái ống chữ T đó thì bệnh nhân sẽ hít thở, hít thở qua qua cái ống chữ T đó chứ không thể nào mà chọc trực tiếp vào trong cái canulin đó được. Cũng như không thể nào dùng cái mask mũi miệng bên trên được. Thì đấy là cái cái, cái kinh nghiệm như vậy. À, xin xin mời cô Phương bổ sung thêm cũng như là điều hành thêm ạ. Xin mời cô Phương vâng rất là cảm ơn phần trả lời của thầy giác chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà chúng ta cái khí dung là một cái kỹ thuật mà rất là cần thiết trong cái việc mà chúng ta điều trị các bệnh lý nền đặc biệt là những cái lúc mà bệnh nhân lên những cái cơn cấp của bệnh phổi mãn tính và 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 thứ hai nữa là trong những trường hợp mà những cái bệnh nhân mà người ta sử dụng không tối ưu được cái xịt hít thì cái việc mà chúng ta sử dụng khí dung là rất cần thiết. Ở đây thì tôi cũng thấy một câu hỏi đấy là à, xin hỏi bệnh sơ phổi sau khỏi COVID-19 thì có thể điều trị bằng sông thuốc khí dung được không ạ? Mời thầy Giáp ạ. Vâng, à, với cái tổn thương phổi kẽ và sơ phổi sau COVID ý, thì hiện nay mà nói chúng ta có những phát đồ điều trị gì thì các khuyến cáo chúng ta thấy lưu ý à, chúng ta sẽ à, sẽ dùng một là dùng corticoid để, để điều trị Thứ hai nữa là hiện nay thì có đang đang tiến hành một số nghiên cứu người ta sử dụng các liệu pháp chống sơ. Đây thì người ta có thể là sử dụng cái Nintedanib uh, kết hợp cùng với cốc ít để mà điều trị những trường hợp mà khi có sơ phổi. Thế còn các cái thuốc để mà khí dung uh, Corticoid hay thuốc dạng phế quản thì không 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 chứng minh được cái hiệu quả điều trị. Thế do vậy mà chúng ta thấy rằng là cái liệu pháp khí dung không áp dụng để trong cái điều trị sơ phổi sau khỏi covid thế tuy nhiên trong thành lâm sàng mà nhiễm covid ấy, trước khi chúng ta chẩn đoán là bệnh nhân đấy là tổn thương sơ phổi sau nhiễm covid thì chúng ta cần lưu ý mấy cái điểm thứ nhất là phải phân biệt xem là người đấy có phải là thực sự là sơ phổi hay chưa hay nó chỉ là cái tổn thương mà gọi là viêm phổi kéo dài sau covid có cái tình trạng như vậy cái thứ hai chúng ta cần phải loại trừ đó là cái tắc mạch phổi, à, Kẻo nhỡ chúng ta có thể chúng ta bỏ bỏ sót cái tổn thương đó vì đôi khi những trường hợp như vậy ấy, là chúng ta thấy là có thể là sẽ sẽ nhầm à, chúng ta tưởng là là, là là sơ phổi nhưng mà không phải thế này đấy là những cái điểm mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý bạn xin hết vâng à, đây có một cái câu hỏi của bạn đấy là em xin hỏi bệnh nhân đợt cấp siêu đi lâm sàng có hội chứng tắc nghẽn đường dẫn khí và đang mắc covid 19 mức độ trung bình nặng vậy ít nên sử dụng giữa dexamethasone 6mg và metimazol 40 g thì nên chọn cái nào ạ à, và tôi cũng xin phép trả lời câu hỏi này của bạn thì à, đúng là với những cái trường hợp mà bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì à, trong phác đồ của WHO cũng như là hướng dẫn bộ y tế thì chúng ta có dùng corticoid đường toàn thân thế và để mà à, cái việc mà chúng ta sử dụng cái loại corticoid nào thì à, cái việc mà là chúng ta phải đánh giá cái cái gọi là mình phải quan tâm đến cái hàm lượng dùng. Ví dụ như mỗi loại mà corticoid thì nó đều có cái, cái cái liều của nó tương ứng à, phụ thuộc vào cái tính sinh khả dụng. Thế thì à, trên thực tế lâm sàng thì chúng tôi hay dùng cái loại methylprednisolone 4 mg Thế còn desametasone thì tôi cũng không có kinh nghiệm thì không biết là thầy Giáp có kinh nghiệm trong cái vấn đề này không và không hiểu là tại sao ý của bạn ở đây là mình đặt cái vấn đề là mình dùng desametasone hay là methylprednisolone thì là cái 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 um, tức là cái ưu việt của nó như nào thì tôi cũng không rõ. Vâng, mời thầy Giáp ạ. Còn tôi thì vâng. tôi sẽ chọn methylprednisolone 40mg. Vâng À, trước tiên thì em hoàn toàn nhất trí với ý kiến cô Phương thôi, thì cá nhân em cũng chọn cái phương án là sẽ dùng cái methimazolon. Tuy nhiên cái ý câu hỏi để câu hỏi của bạn ở đây tức là cái Dexamethasone thì là được trong được hướng dẫn là trong cái điều trị covid thì trong cái phác đồ của bộ thì sẽ dùng cái Dexamethasone là cái cái gọi là trong cái phác đồ đã được nghiên cứu và đưa ra cái cái, cái hướng dẫn là điều trị như vậy. Thế còn trong trường hợp mà không có đề sật metazone thì chúng ta dùng methimetazolone. Còn đối với bệnh nhân đợt cấp của CBD ý, thì à, nếu như có chỉ định mà dùng có tiêu ít ở đây cũng không phải tất cả các trường hợp bệnh nhân đợt cấp CBD chúng ta dùng đấy, chúng ta chỉ dùng khi nào khi mà bệnh nhân có co thắt phế quản nhiều ở đây thì bạn nói là có hội chứng tắc nghẽn đường dẫn khí à, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái 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 mức độ mà à, giữa hai cái đấy thì chúng ta thấy không biết đây là cái đợt cấp mức độ như thế nào À, nếu mà đợt cấp mức độ nặng ý, thì chúng ta thấy rằng là có chỉ định dùng corticoid cho bệnh nhân, à, chúng ta có thể là à, dùng methylprednisolone, không có methylprednisolone chúng ta có thể dùng dexamethasone được. Thế còn ở đây bạn nói là đang mắc covid 19 chín độ trung bình và nặng, thế thì à, chúng ta thấy à, các cái bằng chứng nghiên cứu thì người ta sẽ nghiên cứu điều trị covid, người ta dùng nhiều với lại dexamethasone. Thế còn lại đối với đợt cấp siêu đi thì người ta sẽ À, dùng uh, khuyến cáo là chúng ta sẽ dùng cái uh, uh, metinazolone thì nó sẽ uh, ưu việt hơn vì cái đặc tính nó thấm tốt vào phổi và nó sẽ đạt được cái nồng độ cao ở trong uh, trong phổi để mà giảm phù nề và giảm viêm. Đấy thì tùy theo tùy theo cái cái bệnh mà bạn nặng bệnh của bệnh nhân nặng nếu như ví dụ đợt cấp chẳng có gì cả, chẳng có thắt phế quản gì cả, chỉ có nhiễm covid mức độ nặng thôi thì chúng ta dùng để Nhưng mà nếu đợt cấp của bạn mà đã có thắt phế quản nhiều, đợt cấp CBD đang nặng ấy thì chúng ta để dùng cái metilpredrone thì nó vẫn đạt được cái việc kiểm soát cái, cái 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 gọi là đáp ứng viêm trong nhiễm covid nhưng mà đồng thời nó cũng đạt được cái nồng độ corticoid phân phối vào phổi ở mức tốt nhất thì xin có cái trả lời như vậy, xin hết.